Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại VS News và ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình cập nhật tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Sau những phát ngôn được cho là có thái độ phân biệt vùng miền, mới đây MC Thành Trung lại tiếp tục có những chia sẻ gây tranh cãi khi mà đăng tải dòng trạng thái tục tĩu được cho là đã xoáy hoa khôi báo chí. Cụ thể trên trang cá nhân, MC Thành Trung viết: "Có những loại người ăn không được, không ra, chúng nó đem lên Facebook để khoe, xong ảnh hưởng tới cả xã hội vì lòng tin và sự đoàn kết. Gọi chúng nó là ngu như lợn không được vì con mình tuổi lợn, mà gọi nó là mấy con chó thì cũng không xong vì mình tuổi chó. Gọi là chó lợn thì lại liên quan đến cả nhà mình, nên gọi nó là con gì bây giờ mọi người nhỉ?" Từ những chia sẻ này, nhiều người cho rằng MC đang muốn nhắc đến vụ tranh luận của hoa khôi báo chí thời gian gần đây. Tuy nhiên, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như MC Thành Trung không phản ứng gay gắt khi được một số cư dân mạng nhắc nhở về lời lẽ. Thậm chí anh còn đáp trả với từng bình luận chỉ trích phát ngôn của mình. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên MC Thành Trung khiến cộng đồng mạng tranh luận với những phát ngôn trên mạng xã hội của mình. Cách đây 4 tháng, nam MC đã từng bị chỉ trích khi đăng tải bài viết động viên cầu thủ Hùng Dũng sau chấn thương nặng nhưng lại có thái độ bị nghi là phân biệt vùng miền đối với các cầu thủ Nghệ An. Thông tin thêm về MC Thành Trung thì anh xuất thân là một vận động viên karate do, sau này bén duyên với nghề diễn và đặc biệt là thành công trong vai trò MC. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ sao về những chia sẻ của MC Thành Trung? Hãy để lại comment bên dưới cho chúng mình biết nhé. Chúng mình là X News và các bạn đừng quên like, share cũng như là subscribe để nhận thông tin mới nhất có trong ngày.